chào các bạn, hiện tại là bây giờ đang là 11 giờ trưa ở bên Nhật Bản và mình đang ở bên phía ngoài. Bây giờ ngoài trời hơi gió thì mình cho các bạn xem quang cảnh ở nông thôn gần chỗ mình ở đây nè. Đó, phía trước là bãi đỗ xe và ra còn có hai tòa nhà. Đó, có tòa nhà dài đó, và phía xa xa có tòa nhà khá là cao. Ở phía trước cũng là một cái tòa nhà của người là sinh viên, cái ký túc xá của sinh viên đại học nha. Và các bạn có thể thấy bề ngoài đó, những ngôi nhà bên Nhật Bản là nói chung chung nó đều hầu hết đều giống nhau. Mình sẽ đưa các bạn đi một vòng một số nơi là để cho các bạn có thể tham quan về cái bên bề ngoài ở ngôi nhà bên Nhật nó như thế nào. Và ở khu vực này thì là vì vùng nông thôn như các bạn có thể thấy này. Đó. Xe ô tô để rất là la liệt bên bề ngoài, ngoài nhà đó các bạn thấy một nhà mà 3-4 chiếc xe ô tô như thế này. Và phía trước các bạn có thể thấy họ, những ngôi nhà này họ đang sửa vì là cũng cũ rồi. Một thời gian rồi thì họ sẽ sửa. Đó. Các bạn có thể thấy những ngôi nhà này là những ngôi nhà gọi là xây theo kiểu ngôi nhà đơn đấy. Đó, các bạn có thể thấy và phía bên đây cũng có một, phía bên trái mình nó cũng có một bãi đậu xe và phía bên đây cũng có một cái không gian, một chỗ nơi cho trẻ con vui chơi này. Đó, các bạn có thể thấy ở phía đây có một cái kênh. Các bạn có thể nhìn những ngôi nhà bên Nhật nhìn nó rất đơn giản, nó không có cầu kỳ hay phức tạp. Đó, các bạn có thể thấy những ngôi nhà. Còn phía dưới là con kênh này, nước rất là trong, các bạn có thể thấy. Đó, nước chảy rất trong. Và có thể nhìn thấy cá luôn, nếu mà có cá. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Thì các bạn có thể thấy ở bên Nhật thì nước rất là trong này và hầu như là rất là ít rác và hầu như là không có luôn. Đó, các bạn có thể thấy ở bên Nhật mặc dù có thể là gọi là người giàu, những người gọi là có sở hữu rất là nhiều tiền của, nhưng mà họ nhìn bên ngoài nhà họ rất là đơn giản, nhìn cái ngôi nhà họ không có cầu kỳ, họ rất là gọi là ở ngôi nhà mà gọi là vừa đủ tiện nghi rồi, nhìn trong bề ngoài cho nên là khó biết đánh giá được là như thế nào. Khác ở cái Việt Nam mình khá là nhiều. Việt Nam mình thì là quan tâm đến cái nhà là phải to, nhà cao cửa rộng. Còn bên Nhật thì đất đai thì không có nhiều cho nên các bạn có thể thấy bên Nhật 70% là diện tích là đồi núi rồi, cho nên đất rất là hiếm. Rồi các bạn có thể thấy ngôi nhà nhìn rất đơn giản như thế này, nhưng mà cũng có thể họ lại là triệu phú không chừng. Đó, và phía bên mình đây là cũng có một cái cầu này, cầu đi bộ để qua bên kia ga tàu, qua bên kia cái đường ray tàu á,
thì cái cầu này khá là cũ rồi, nó nhìn rất là lâu đời. Và phía bên kia ga tàu đó, các bạn nhìn thấy những ngôi nhà nó cũng đơn sơ thôi. Các bạn có thể thấy những ngôi nhà mà nhìn nó không có cầu kỳ lắm. Và những ngôi nhà mà gần ga như thế này nè, thì mỗi ngày đều là nghe tiếng tàu chạy rồi nghe tiếng đèn báo động. Cho nên là những ngôi nhà gần ga ở bên Nhật là không có sung sướng gì đâu. Cho nên những bạn nào mà không may mà thuê phải ngôi nhà mà gần cái đường tàu là khá mệt mỏi. Tại vì suốt ngày mà nghe tiếng cái tiếng tàu chạy. Đó, đây là sơ toàn cảnh về những ngôi nhà nông thôn ở bên Nhật Bản. Thì sau đây mình xin kết thúc video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.